Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến đê kè ven biển thuộc địa phận của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trên dọc tuyến đê biển không chỉ của riêng xã Nhân Trạch này mà nhiều tuyến đê kè biển tại các địa phương như phường Hải Thành, phường Quang Phú cũng như của thành phố Đồng Hới hay là các địa bàn của huyện Quảng Trạch thì các cái điểm sạt lở và bị sóng đánh vỡ tan tuyến đê kè như thế này thì xảy ra khá là phổ biến. Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong 2 ngày vừa qua thì hiện nay mực nước tại sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đã ở trên mức báo động 3. Và chính vì vậy mà tình hình ngập lụt trên địa bàn đang diễn ra khá phổ biến. Toàn địa bàn đã có trên 1.000 ngôi nhà bị ngập trong nước. Tại Quảng Bình đã có 2 người mất tích, một người do đi thuyền ra kiểm tra hồ tôm và một người thì lội qua suối khi băng rừng. Nhiều tuyến điểm giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Bình thì cũng đã bị sạt lở và rạn nứt. Hiện nay thì chính quyền và người dân cũng như là các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đang triển khai nhiều cái giải pháp cùng lúc để có thể là sớm khôi phục lại các cái tuyến giao thông cũng như là khắc phục được những cái sạt lở đê kè để nhằm có thể là giảm thiểu tối đa những cái ảnh hưởng, những cái thiệt hại mà cái đợt mưa lũ này gây ra cho bà con địa phương.